Vườn Lan Cường Thúy xin kính chào cô, chú, anh chị và các bạn. Phiên trưa của ngày hôm nay, 24 tháng 12 năm 2019, em xin phép lên giới thiệu một số cái sản phẩm mặt hàng hiện đang có sẵn tại vườn nhà em. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Bên cơ sở Lan nhà em có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ cái giá sản phẩm ở bên em báo ra là giá chưa bao gồm phí ship nhé. Em sẽ nói qua một chút về cái cách thức tính ship của bên em. Là đối với khu vực miền Bắc, phí ship là đồng giá 40.000 cho 3 cân đầu. Từ cân thứ tư trở đi, cộng thêm 10.000 một cân. Đối với khu vực miền Nam, miền Trung, các tỉnh thành ở phía trong đấy ạ, là đồng giá 40.000 cho 2 cân đầu. Từ cân thứ ba trở đi thì các bác vui lòng cộng thêm cho em 14.000 một cân nhé. Phiên của ngày hôm nay thì em lên chủ yếu là cái mặt hàng châu thuần. Hàng bảng hai cây này, hàng lá mít, hàng chậu đơn một cây lá mít này, và cái hàng bóc rừng. À, em còn có một số cái mặt hàng bóc vườn nữa nhá. Đây đây, đầu tiên em sẽ đi vào cái hàng bóc vườn trước đi. Hạc vĩ này, hạc vĩ bóc vườn nhá. Hàng kg 170k cho 1 kg này. Cái hàng thân thòng thì là mùa này nó đang xuồng lá đấy mọi người. Cho nên là nhìn nó không được đẹp mã cho lắm nhá. Sẽ không được đẹp mã cho lắm này. Nhưng mà bù lại mọi người mua này, đợt này này, hàng nhá, đã được cắt tỉa này, sạch sẽ rồi, khô ráo nhá. Nên là mọi người yên tâm đảm bảo 100% sẽ không bị thối nhũn nhá. 170k cho 1 cân hạc vĩ. Đây nó là hàng bóc vườn nhá. Đây này, em sẽ lấy cho mọi người xem cái mặt bông bói của nó. Đây này, mặt bông bói của nó đây nhá. Đó, hàng này là 100% là thân hoa nhá các bác nhá. Đây này, hạc vĩ bóc nhá, 170 một cân. Hàng cắt tỉa sạch sẽ rồi đấy ạ. Mọi người mua cực kỳ lợi cân luôn nhá. Vì là hàng giờ nó cực kỳ khô ráo rồi, nó khô ráo rồi. Nên là các bác mua cái tầm này nó rất là lợi cân luôn. Đây, hàng tầm này đang xuống lá nhá, đang xuống lá này, đang chuẩn bị xuống lá hết đây này. Đấy. 100% là thân hoa nhá cả nhà nhá. Đẹp ngật luôn. Em còn một ít trầm vàng của nhà em này. Trầm vàng này nó là cái loại trầm chip. Em cũng bán là 170 một cân nhá. Hàng khô ráo này. Cắt tỉa gọn gàng nhá. Đây mọi người nhìn này. Trầm vàng của nhà em nhá, 170 một cân. Tiếp theo em sẽ đi sang cái mặt hàng châu thuần của nhà em. Đầu tiên em sẽ nói đến là cái mặt hàng lá mít. Một chậu lá mít 420k, trung bình nó sẽ có 5 cặp lá các bác nhá. Đây, hàng này nó là hàng hoa Tết cho nên là 100% các cây nó đều đang có nụ. Đây này mọi người nhìn này. Đẹp chưa? Xanh mướt luôn nhá. Bản lá to, dày. Trung bình nó có 5 cặp lá thôi nhá cả nhà nhá. Đây này các bác nhìn này. Đẹp chấm hết luôn. 420 cho một cây có 5 cặp lá. Nhà em còn một loại 350 thì là trung bình nó dao động khoảng tầm 4 cặp lá đến 4 cặp lá rưỡi nhá các bác nhá. Đây như cái cây này. Cái cây này thì cái lá chân nó bỏ rồi, cái lá chân nó bỏ nhá. Em sẽ bỏ riêng cái thanh lý cây này này. Đây loại 350 của nhà em này. Trung bình là 4 cặp lá thì 4 cặp lá rưỡi. 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi. Hàng mít nhá, mít lá xếp rụt rịt luôn này. Đẹp xuất sắc luôn nhá cả nhà nhá. Đẹp chấm hết luôn đấy ạ.
Đây còn cái loại này là loại 420 nhá. 420 này. Cây nó vượt hẳn lên nhá, cây nó vượt hẳn lên nhá các bác nhá. Đây nó là châu Thái hoa xổ số nhá, châu Thái hoa xổ số ạ. Này, nụ này. 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi nhá các bác nhá. Nhiều bác có gọi điện đặt hàng và hỏi là có chắc chắn đảm bảo là hoa nó ra đúng Tết không? Thì xin thưa với mọi người là em không khẳng định là 100% hoa ra đúng Tết nhá. Em chỉ khẳng định với mọi người là 100% cây nào nó cũng sẽ cho hoa. Còn để mà ra đúng Tết hay không thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố khác nhá. Quan trọng nhất nó là cái thời tiết đấy ạ. Không có một nhà vườn nào dám khẳng định là hoa nó còn ra chính xác vào những cái ngày Tết nhá mọi người nhá. Nhà em thì chỉ dám khẳng định là 100% cây nào nó cũng sẽ cho hoa. Đây. Loại lá mít này em xin nhắc lại lần nữa là nhà em có hai loại. Một loại cây nhỏ 4 cặp lá đến 4 cặp lá rưỡi là 350k. Còn loại cây lớn trung bình 5 cặp lá là 420k nhé cả nhà nhé. 100% cây nào cũng đang nụ hết rồi ạ. Tiếp theo em đi xem một cái mặt hàng tiếp theo. Nó cũng là hàng châu, nhưng nó là hàng châu bảng của nhà em. Đây này, cái hàng bảng gỗ 2 cây này. Một bảng 2 cây này có giá là 190k nhá. Hàng cũng đang có nụ rồi đây ạ. Cái này thì nó là loại nhỏ. Loại nhỏ nhá cả nhà nhá. Đây này, cây nó không lớn lắm đâu. Nó trung bình thôi. Trung bình một cây của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 cặp lá rưỡi. 2 cặp lá rưỡi đến 3 cặp lá rưỡi nhá các bác nhá. Như này này. Em sẽ đo thực tế luôn cái gang tay của em vào để cho mọi người hình dung được cái cây nó bằng nào nhá. Tránh trường hợp khi mà các bác xem ở trên tivi đi ạ, thì cây nó bị phóng đại nên là mọi người sẽ nhầm tưởng là cây đấy nó rất là to. Đây nhá. Đây này em đo này. Cái chiều dài của lá của nó đấy ạ, thì nó trung bình nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20. Tầm khoảng 15 đến 20 cm một lá nhá. Đây này. Chiều dài lá này. Em đo này là mọi người có thể hình dung thực tế luôn nhá. Là cái cây nó chỉ ở mức trung bình thôi, chứ nó không to 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 vượt hẳn lên đâu nhá mọi người nhá. Vì nó có 190.000 mà được một bảng 2 cây, tính ra là trung bình có 95.000 một cây thôi. Mọi người mua hàng kg đấy ạ, thì cũng phải rơi vào tầm khoảng tầm 100.000 đến 120.000 một cái cây như này. Đây nhá, hàng bảng 2 cây của nhà em này, 190k một bảng ôm gỗ 2 cây. Hàng thuần nhá các bác nhá. Hàng này là hàng hoa xổ số này. Và em cũng xin nhắc luôn là cái đối với cái hàng bảng này này thì em không có lá mít, em chỉ có hàng lá kiếm thôi. Nhưng mà đây này các bác nhìn này, cây của nó rất là cứng nhá. Cây của nó rất là cứng cáp là cái thứ nhất này. Cái lá của nó rất là căng. Lá căng nhá. Bao đẹp cho cả nhà nhá. Không lỗi, không vỡ, không thối. Đối với những cái hàng cây như này này, như thế này nhá, em sẽ bỏ ra em làm một bài thanh lý riêng, sẽ không gửi cho mọi người những cây như thế đâu ạ. Mất uy tín của nhà vườn nhá. Video ngày hôm nay thì chủ yếu em lên một số những cái mặt hàng em vừa giới thiệu đấy ạ. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em. Sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em ạ. Em chào mọi người nhé.